Ngày 8 tháng 8, Thánh Đa Minh. Đa Minh sinh năm 1170 tại Castin, nước Tây Ban Nha. Đa Minh là thành viên của tộc họ Guzman và thân mẫu ngài là chân phước Joan Aja. Khi Đa Minh lên 7, ngài bắt đầu tới trường. Đa Minh được một người cậu làm linh mục hướng dẫn việc học hành. Sau nhiều năm học tập, Đa Minh được thủ phong linh mục. Đa Minh ham thích đời sống thinh lặng cầu nguyện và chỉ thích được vâng phục các linh mục đạo đức khác. Thế nhưng Thiên Chúa lại có một chương trình dành riêng cho Đa Minh. Đa Minh sẽ thiết lập một dòng tu mới, đó là dòng anh em thuyết giáo, hay còn gọi là dòng thánh Đa Minh. Dòng anh em thuyết giáo có nhiệm vụ rao giảng về đức tin. Họ cố gắng sửa chữa lại những giáo huấn sai lầm, cũng gọi là các lạc thuyết. Tất cả được bắt đầu khi Đa Minh hành trình qua miền Nam nước Pháp. Ngài nhận thấy giáo thuyết của giáo phái Abigen là một giáo thuyết sai lầm và nó đang gây nhiều nguy hại. Thánh Đa Minh cảm thấy tội nghiệp cho dân chúng là những người đang bị lầm đường lạc lối, và thánh nhân muốn giúp đỡ họ. Các anh em dòng thuyết giáo vừa rao giảng chân lý, vừa hăng say cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với kinh Mân Côi. Đa Minh cũng khuyến khích dân chúng sống khiêm tốn và làm nhiều việc hy sinh hãm mình. Lần kia, có người hỏi Thánh Đa Minh đã dùng sách vở nào để soạn ra những bài giảng thật hay như vậy, thì Ngài liền trả lời: cuốn sách hay nhất tôi đã sử dụng là cuốn sách Yêu Thương. Thánh Đa Minh luôn luôn cầu nguyện để được tràn đầy lòng yêu mến chân thành đối với thánh nhân. Ngài khích lệ anh em dòng Ngài hãy trung thành với việc nghiên cứu kinh thánh và cầu nguyện. Chưa một ai đã vượt hơn Thánh Đa Minh và các anh em dòng Ngài về việc rao giảng để thực hành đọc lời kinh Mân Côi như thế này. Thánh Đa Minh và Thánh Francisco Assisi là hai người bạn chí thân. Cả hai hội dòng Đa Minh và dòng Francisco đều đã góp phần giúp cho các Kitô hữu sống thánh thiện hơn. Các linh mục dòng Đa Minh đã mở các cơ sở tại Paris, nước Pháp, Madrid, nước Tây Ban Nha và Roma, nước Ý. Đa Minh được thấy hội dòng mình phát triển sang tận Ba Lan, Scandinavia và Palestina. Các linh mục Đa Minh cũng đến Canterbury, London, Oxford và trên khắp nước Anh. Đa Minh qua đời tại Bologna vào ngày 6 tháng 8 năm 1221. Người bạn rất thân của Đa Minh, Hồng Y Ogolio thuộc giáo phận Veni, sau này là Đức Thánh Cha Gregorio IX, đã tôn phong Đa Minh lên bậc hiển thánh năm 1234. Chúng ta hãy nài xin Thánh Đa Minh giúp chúng ta mỗi ngày biết yêu mến đức tin Công giáo hơn. Chúng ta cũng hãy nài xin thánh nhân dạy chúng ta biết trung thành đọc kinh Mân Côi như Ngài. Tin mừng nét.